Xin chào tất cả các em. Bây giờ cô sẽ cùng các em đi trả lời câu hỏi số 1, trang 38, sách giáo khoa toán 8 tập 1. Ở câu hỏi số 1, cho phân thức 4x mũ 3 phần 10 x bình y. Ý A, tìm nhân tử chung của cả tử và mẫu. Ý B, chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung. Thì ở đây, tìm nhân tử chung của cả tử và mẫu thì các em nhận thấy được 4x mũ 3 và 10x bình y của chúng ta. Đầu tiên là có nhân tử chung là x bình đã, đúng không em? Giữa 4 và 10 thì các em nhận thấy được 2 sẽ là nhân tử chung của 4 và 10. Vậy thì ở đây, đầu tiên ở ý A thì các em có được đó là nhân tử chung của cả tử và mẫu ở đây chính là 2x bình. Ở đây chúng ta có đó là nhân tử chung của cả tử và mẫu. Ở đây chính là 2x bình. Rồi, tiếp theo ở ý B thì chúng ta sẽ tiến hành chia cả tử cả mẫu cho nhân tử chung. Tức là ở đây chúng ta sẽ đem chia cho 2x bình. Ở ý B này thì phân thức của chúng ta là 4x mũ 3 phần 10x bình y. Và lúc này chúng ta đem chia cả tử cả mẫu cho 2x bình thì chúng ta sẽ được đó là 4x mũ 3 chia cho 2x bình phần 10x bình y. Chúng ta cũng sẽ đem chia cho 2x bình. Và hôm nay chúng ta sẽ được kết quả như sau. 4x mũ 3 mà chia cho 2x bình thì lúc này các em nhận thấy này, 4 chia 2 được 2, x mũ 3 chia x bình thì được x. Vậy thì trên tử này chúng ta còn lại là 2x. Ở dưới mẫu, 10x bình y chia cho 2x, 10 chia 2 thì được 5, đúng không em? X bình chia x bình thì bằng 1, và y lúc này chia cho 1 thì cũng chính là y. Vậy dưới mẫu này của chúng ta còn lại là 5y. Vậy ở đây sau khi chia cả tử cả mẫu cho 2x bình thì hôm nay phân thức của chúng ta ban đầu đã được trở thành phân thức mới bằng phân thức ban đầu, đó là phân thức 2x phần 5y. Vậy là đến đây thì cô đã cùng với các em trả lời xong câu hỏi số 1, trang 38, sách giáo khoa toán 8 tập 1.